Nam mô Phượng Tát Phật. Nam mô Diệu Di Lưu Phật. Nam mô Bồ Chướng Ngại Nhãn Phật. Nam mô Kim Cang Kiên Phật. Nam mô Cự Nhiên Đăng Phật. Nam mô Hóa Tràng Phật. Nam mô Trí Tích Phật. Nam mô Hiền Vô Câu Oai Đức Quang Phật. Nam mô Xưng Lực Vương Phật. Nam mô Công Đức Vương Quang Minh Phật. Nam mô Kiên Trì Phật. Nam mô Ba Đầu Ma Diệu Thắng Phật. Nam mô Thành Tựu Thắng Phật. Sám hối án đạo xong rồi, con xin sám khổ luân hồi thẳng dư trời người trong cõi diêm phù đều mang khổ báo nghiệp dư tràn trề. Cõi trời vẫn lắm đam mê, cõi người còn phải ê chề báo dư, cho nên sinh mạng diêm phù cuộc đời bấm thọ tính dù trăm năm anh. Mấy ai sống tới tuổi trăm mà còn người yếu thọ số nhậm hằng xa, huống hồ từ thuở sanh ra mang bao hình thái khổ trà tâm can. Buồn phiền sợ hãi lo toan, có đau phục chốc nghèo nàn rời tâm, mà khổ bao nung nấu âm thầm là do thiện nghiệp quá tầm mong manh. Ác nghiệp nảy nở đua tranh, làm cho kiếm sống chẳng thành tựu chi, truy nguyên khổ bao cũng vì tàn dư tiền kiếp đến kỳ phận ra. Hôm nay sám trước Phật Đà, nguyện xin tiêu diệt hẳn hà tội xưa, bao nhiêu khổ báo còn thừa cũng xin sám hối diệt trừ mọi nhân anh. Đã gieo không biết bao lần, từ đời vô thì tập huấn đến giờ, biển mê chẳng có bên bờ, luân hồi nhân qua sẵn chờ báo chung. Kiếm trời hay kiếm người cùng, lánh chia nghiêm quá không mong thoát nạn, sám hối khổ cõi nhân gian, hòa thừa oan cứu thân
thật đau anh. Giác quan chẳng đủ như nhau, cũng do tội của đau đầu dẫn đưa. Ba ánh tám nạn dây dừa, mạng sông ngăn ngũi sớm trưa vô thường. Họ hàng quyên thuộc quấn vương, sinh ly tử biệt muôn đường khổ đau. Oan gia khổ bao đối đầu, ghét yêu sợ hãi phải đau do mình. Khổ bao nước lửa đạo bình, chiến tranh nguy khốn rập rình. Kề bên xa quê mồ mả tổ tiên anh, nhiều phen lưu là nơi miền hoang vu. Khổ bao lao ngục cầm tù, tai bay hỏa gửi oán thù khảo tra. Khổ bao miệng lưỡi gian hoa, vô hoàng giá hỏa cửa nhà nạn tan. Khổ bao hoạn nạn miên mang, dịch tả số re phong hàng liệt thân. Khổ bao á quỷ phi nhân, ngầm gieo tai họa muôn phần hiểm nguy. Khổ bao yêu mỹ thần kỳ, sanh điều quay đáng lâm ly hoàng đường. Mạng người như chỉ treo chuông, mãi lo khổ báo chẳng phương thoát nàng. Hải hùng thú giữ trên ngang, sợ loài cá sâu dưới làng nước ăn. Sám hối khổ báo từ đâm mang, tự treo tự sát tự cầm vực sâu. Lửa dữ mà tự nhạo đầu, cháy tiêu thân xác chẳng cầu mà vương. Sám hối khổ báo tai ương, không danh không phận sanh đường tiên thí. Y phục thực phẩm chi ly, chẳng bao giờ đủ ai bi não nùng. Làm gì cũng gặp nghiệp hung, cản đường chẳng lối chẳng dung viễn nào. Đời này và các đời sau, nghiệp dư quay pha kiếp nào mới tan. Hòa tai biển cô trái ngang, những điều ương ách muôn vàng khổ đau ăn. Hôm nay đệ tử hội đầu, hướng về chư Phật khẩn cầu giải oan. Triệt tiêu tội chướng ách nạn, con xin sám hối lễ tràng ăn ấy năn. Nam mô Bảo Quang Phật, Nam mô Bảo Liên Hoa Thắng Phật, Nam mô Viễn Ly Nghi Thành Tựu Phật, Nam mô Chúng Thượng Thủ Phật, Nam mô Câu Lưu Tôn Phật, Nam mô Tràng Vương Phật, Nam mô Ba Đầu Ma Công Đức Phật, Nam mô Phóng Quang Minh Phật, Nam mô Di Lạc
Đặc Phật. Nam mô Quang Minh Ba Đầu Ma Quang Phật. Nam mô Thân Vương Phật. Nam mô Pháp Tràng Phật. Nam mô Vô Lượng Phân Tăng Phật. Nam mô Hải Tu Di Phật. Nam mô Diệu Kiến Phật. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bất Không Kiến Phật. Nam mô Vô Chướng Ngại Hồng Thinh Phật. Con vì ba nghiệp sáu căn đã xin sám hối mọi phần đã xong, mà bốn loài sao nếu lòng vòng bao nhiêu nghiệp ác cũng mong tiêu dần. Công đức sám hối vô ngần cũng đem hồi hướng thảy tuần tự dân, chúng sanh mọi loại khắp trần cùng nhau sám hối thân tâm an toàn. Ba tài ắt với tám nàng nguyện xin tất cả tiêu tan đời này, ăn mặc tất cả đủ đầy, chánh tín tam bảo chẳng ngày nào lơi. Vô thường dù sai đến nơi cũng không hối tiếc, thân đời chúc chi cực là thế giới tức thì tìm về hầu hạ Đức Di Đà Ngài. Lại cầu trong kiếp về lai được nghe Di Lặc chỉ bài tiếng tu, nguyện cùng ban hữu đồng tu sanh nơi chánh pháp hưng phù tín tâm an. Chẳng sanh ngoài đạo mê lầm, mà hộ trì tam bảo tâm thần sáng trong, đời đời kiếm kiếm một dòng hóa sinh tự tại trong lòng hoa sen. Vui nhờ cơm áo tự nhiên, tâm tự an ổn chẳng phiền chẳng lo, nguyện không phân biệt nhỏ to, nhân từ trung hiếu giúp cho muôn loài. Một tâm bình đẳng cứu đời, không hề phân biệt ta người oán thân, đời đời kiếp kiếp được gần, mười phương chư Phật thấm nhuần từ bi. Chế ngự ma oán cuồng si, được cùng Bồ Tát Đề Huệ sống chung, Bồ Đề kiên cố không cùng, tuyên dương Phật Pháp vang lừng thế gian. Đại thừa ráng rỡ đạo tràng, phân thân vô số cứu nạn chúng sanh, muôn loài xa lánh vô minh, tâm
không thoái chuyện đăng trình linh sớm xưa kia chư Phật đã từng. Cùng chư Bồ Tát thành tâm thệ nguyện, nguyện tu phước trí vô biên, rồi đem hồi hướng khắp miền chúng sinh. Nay con cũng nguyện tu hành, trao dồi phước trí viên thành đạo sâu, cũng xin hồi hướng phương màu. Nguyện vì lời lãng mong cầu chúng sinh, tiên tu Phật quả sâm thành. Chúng sinh ân hưởng nương lành từ bi, không gian dẫu tận hề chi, chúng sanh dẫu hết từ bi chẳng mòn, hạnh nghiệp dẫu hết sắc son, phiền não dẫu hết hãy còn Phật tâm anh. Thiết tha thề nguyện thâm trầm, quyết tu phước trí mê lầm triệt tiêu, công đức hồi hướng cao siêu, nguyện xin kiên cố sấm nhiều hằng sáng. Một lời thề nguyện phát ra, không bao giờ tận phá ba ngục tù, mong sao chi cả vẫn tu, chư Phật Bồ Tát viên chu tán thần. Mười phương tam bảo chứng minh, từ bi nạp thọ tâm thành của con. Nam mô Vô Lượng Công Đức Thắng Danh Quang Minh Phật. Nam mô Vô Phân Biệt Tu Hành Phật. Nam mô Vô Biên Quang Minh Phật. Nam mô Thiện Nhãn Phật. Nam mô Nam Phương Phổ Bảo Tạng Phật. Nam mô Bồ Câu Giải Thoát Viễn Ly Câu Phật. Nam mô Tây Phương Vô Lượng Nam mô Vô Lượng Chiếu Phật. Nam mô Vô Lượng Quang Minh Phật. Nam mô Vô Lượng Minh Phật. Nam mô Vô Lượng Cảnh Giới Phật. Nam mô Vô Lượng Tự Tại Phật. Nam mô Vô Lượng Phân Tấn Nam mô Phổ Cái Phật. Nam mô Cái Hành Phật. Nam mô Bảo Cái Phật. Nam mô Tịnh Tú Vương Phật. Nam mô
thiện tinh tú Phật. Trong kinh đã dạy như sao, vật kia có chủ mặt dầu nhỏ nhen, cọng rau ngọn có cây kim, mà không cho chẳng được mưa tìm đoạt sang, huống chi lên lấy trộm càng. Chỉ vì lời nhỏ nghiệm oan ngầm đầu, chịu nhiều khổ bao rất sâu, xa vào địa ngục muôn màu hải kinh. Chịu bao thống khổ gia hình, hoặc tìm nẻo giữ súc sinh, mà vào lạc đà lừa ngựa bò trâu, đem thân vác nặng cúi đầu trả oán. Làm người cũng chẳng an toàn, làm thân tôi tớ để hoàn tội xưa, trộm cướp khổ bao chẳng vừa, nay còn sám hối xin chừa lòng tham, nay xin sám tội đã làm, mà kể từ vô thủy lòng tham năm trời. Bán vàng tài sản của người, hoặc dùng sức mạnh giữa hơi công quyền, nói lời xuôi ngưỡng đảo điên, công tư chiếm đoạt lợi riêng cho mình. Hoặc về hối lộ gia hình, bé ngay thành vài cố tình hại nhau, hoặc làm quan lại đứng đầu, dung túng kẻ hạ mưu cầu tham ô. Của công quản lý hồ đồ, chia bai cắt xén lợi to về mình, thuê nồng thuê mãi không trình, qua đò vườn ai cố tình đi không, này con phát lộ cầu mong. Ăn năn sám hối án đồng triệt tiêu, lại trừ bao kiếp xưa lâu, độ dùng tam bảo cung cầu đoạt tranh, nhang đèn pháp khí tượng kinh, cũng đồ ẩm thực để dành nuôi tăng. Áo quần thiên tinh cung dường, cũng rình trộm cắp làm gương thấm hèn, cao dưa củi đuốc dầu đèn, lụa tơ phan lòng cất riêng để xài, quả hoa thiên tinh cung bài, ý quyền thao túng lấy xài tự nhiên. Nay còn sám hối tội thiên, chư Phật Bồ Tát Thánh Hiền chứng tri, kể từ vô thủy mà ghi, tội con chồng chất cũng vì tánh tham, của thầy của bạn cũng ham ăn. Cũng vì lời lòng mà cam dối lừa, xóm giềng thân cận chẳng ưa, rơi rào xê vắng chín bừa đất đai, của người sáng đòa không khai, của công bòn rút mà
xài bia phiến ăn. Con xin chư Phật thánh hiền chứng minh con nguyện tin chuyên sám trừ, kể từ vô thủy đến giờ đành thành pha nướng đạo mồ lương dân. Em người mang đỡ thân nhân, em cho sải nghe tàn đàn mới cảm ơn. Tội tình vô cáo cầm nha ma gây nên hoàng trai bắt nam chia lìa, tạo bao thảm cảnh não nề. Nay xin sám hối trăm bề ăn năn, kể từ vô lượng thời gian nên lạnh giao thương mãi lầm hàng mang buông. Bán thì cân nhẹ đâu non, buông thì nài em chẳng còn nướng tay. Cắt đo thực tất ngăn dài, đổi hàng tốt xấu ra tài con buông. Tìm cầu chúng lời con chẳng nề gian xảo núi non nào tài. Dâng lời thề nguyện hôm nay, ăn năn sám hối phận thầy chứng minh. Kể từ vô lượng kiếp sanh, soi tường khuyết vách nổi danh cường đồn. Chẳng chê cướp giật đổ hồ, trong thì lấn lướt ngoài hồ ly tình. Mượn trò bói toán tương tình, dối gian miệng lợi cho mình mà thôi. Án kia nói chẳng đủ lời, nay con sám hối nướng nơi Phật Đà. Cầu cho ác nghiệp được tha, chư tôn hiền thánh thương mà chứng minh. Tội kia con đã chi thành, ăn năn sám hối tội tình hoàng không. Nhờ công đức sám hên lòng, mà được ngọc như ý hành thông đời đời. Ngọc châu mưa xuống từ trời, y phục thực phẩm muốn thời có ngày âm. Không còn ý tưởng trộm vay, người người đều biết đủ đầy chẳng tham. Lỗi lầm chẳng nhiễm tâm can, lại ưa bố thí rải ban phước lành. Hồi hướng cầu nguyện hoàn thành, thiện tâm thí độ chúng sanh muôn ơi loài. Ai dục thân nghiệp thứ ba, gốc nguồn vô tận ta bà thọ sinh. Theo lời Phật dạy trong kinh, ai đem vạn trạng thiên hình ngu si. Ngục tù chướng ngại u mê, luân hồi muôn kiếp cũng vì ái ân. Cuộc đời sống tựa mây vần, đóng xương vô định mấy lần tu di. Không than nước mắt đầm về, nếu đem tích chưa suối khe nào bằng. Vương vòng ái dục vi bằng, biển mê sinh tử xích thần rối ren. Địa ngục thông khổ mây phen, cùng loài quỷ đôi tiếng rền khóc than. Súc
sinh quả báo thần cảm ma bồ cầu chim sẽ tánh hàm dâm tàn. Nếu sanh trong cõi người ta, vợ con bất chính đạo, nhà chẳng vui bao nhiêu khổ bao chôn vùi, do nhân ái dục khiến đời khổ đau. Phẩm tiền tha thiết khẩn cầu, ăn năn sám hối tật sâu phát lô, kể từ vô thủy đến giờ luân thường chẳng giữ tương tư vợ người. Mưu sâu dụ dỗ đoạn chơi, xâm phạm trinh tiết phá đời gái ngoan, thì kheo ni cũng tính toan, làm nhớ phạm hạnh hoang đàn đầy đường. Ý quyền cưỡng bức gạn lừa, khiến người tan tác cũng chưa thỏa lòng, mà trắng hoa mèo má gà đồng, mà chẳng phân biệt hẳn đàn ông vô loài. Nay con đã hiểu chuyện đời, chí thành sám hối sao thời ăn năn, nhờ công sám hối nào phiền, ác nghiệp dâm dục tự nhiên được trường. Sanh ra chẳng tự cửa nhờ, tâm thân thanh tịnh là nhờ hóa sinh, thập phần tướng tố quang minh, thông minh định ngộ tinh anh tuyển trần. Xa lìa dục vọng ái ân, biết đời hư ảo hồng trần thoát ly, trong mơ cũng chẳng suy vì, như như bất động tu trì chánh nhân. Nay đem tính mạng tâm thần, quy đảnh lễ pháp thân Phật. Cuối đầu kinh lại Thế Tôn, một lòng
sám hối lòng son giải bày. Chúng con nhiều kiếp đến nay dùng lời thô ác mà gây giận hờn với người gây gỗ tranh hơn nói năng bất nhã khinh lợn người trên chẳng phân quen là sang hèn thốt lời nhục mà dưới trên chẳng màng miệng mồm chửi rủa phũ phàng khiến người khóc hận tìm đàn tránh xa cùng người xô xa quất hòa oán trời cách đất kêu la quỷ thần miệng mồm la lối vang trần tạo ra khẩu thiên thần cũng kiêng tội tình vô lượng vô biên nay xin sám hối nghiệp điên dập đầu đời con chẳng biết từ đâu chuyên lòng dối trá mưu cầu lợi điên ăn không nói có hư huyền đặt điều nói lao làm tiền người tin ăn cha con thân khuyên bạn hiền cũng mưu lừa dối nói điên làm quan làm cho chia rẽ họ hàng làm cho nước mất nhà tan mới đành hoặc dùng yêu thuật mà miệng khoe quan đã cứu thành thánh nhân tứ thiền bám định chứng phần Bồ Tát La Hán được thân thánh hiền bày điều sai khiến lòng thiên sấm trò câu đảo chuyển miền gió mưa nay con sám hối xin chừa lòng con chi thiết tóc tơ phản lộ hoặc dùng lời lẽ tiến to ở văn hóa trao chuốc mưu đồ lời danh hoặc dùng âm nhạc trữ tình hoặc dùng son phấn tô mình vẽ môi lẳng lơ lời nói tiếng cười làm điều sằng bậy dụ người tà dâm mà khiến người mê sắc loạn tâm ăn mỏi mòn chỉ khi lỗi lầm chẳng hay hoặc dùng ý ngữ khoe tài vu khống xuyên tạm chê bai trung thần dèm pha hiếu tử hiền nhân khiến cho hậu thế nghi lầm người ngay có oan khó nổi có bài ôm lòng oan hận tôi dày sự sanh nay con phát lộ chí thành tất cả nghiệp ác tội danh sám trừ kể từ kiếp kiếp nghìn thu gây ra tội lỗi oán thù vì đâu bày ra lời nói đôi chiều tan dương ngoài mặt đặng điều sau lưng dèm pha phần tan đôi đường tấn công khích bác lời dường như dao vua tôi nghi kỳ lắm nhau vợ chồng ly tán bạn bầu lìa xa hai bên liền kết an hòa cũng vì theo vết dèm pha sự tình gây nên thù oán giao tranh làm cho nước loạn dân lành khóc la ác nghiệp như nước hằng hà lòng thành sám hối xin tha nghiệp dày con nguyện tu sửa từ đây nguyện cho tôi
ác miệng này hóa không mà ác nghiệp miệng sám vừa xong, nhờ công đức sám mà lòng được yên. Âm thanh tam thứ đủ duyên, biện tài bốn thứ chu viên tự thành, phán ngôn lời lẽ đành rằng, nói năng hòa hợp ý lành lời chúng anh. Ai nghe cũng thỏa tấm lòng, mà biết rành ngôn ngữ tục phong mọi miền, ngôn từ bất tuyệt liên miên, khiến người giải thoát ưu phiền phàm phu, nhập hàng thanh giả chân tu. Mở con mắt tuệ khóa tù tối tâm, mà con xin phá nguyện nhất tâm, mà sám hối nghiệp miệng mê lầm xưa nay, cúi đầu năm vóc trương đại, hướng về tam bảo miên mài quý ơi. Phàm phu trí thiện há toán nghi ngờ, lý sâu nghiệp báo mù mờ, dòng đời chỉ biết bây giờ mà thôi, thấy nghe nông cạn trong đời. Người hiền sao chịu bao thời đắng cay, người ác lại có đủ đầy, chất sân thấy đời thiên ác bất phân, cần chi tích đức tu nhân để phòng, mà mê làm nghiệp bao chẳng thông, rằng nhân quả ứng ba dòng thời gian. Trong kinh Phật dạy rõ ràng, hiện sinh hậu báo ba đà nghiệp đưa, hiện báo là quả bây giờ, ngay đời này thọ chẳng chờ kiếp sau. Sinh báo thì quả hơi lâu, đời này thiện ác đời sau hướng đền, lại ứng triền miên tứ thời quá khứ.
cứ qua miền vị lai. Cho nên đừng kể thấy ai hiền lành mà phải một đời khổ đau, hiểu rằng sinh báo từ đâu hoặc do hậu báo trước sau cũng đành. Chớ nhìn kẻ ác gặp hơn mà lòng tưởng chẳng ưu phiền trong tâm, mà xin báo hậu bao chẳng lầm là do tội phước sưu tầm kiếp thương. Phải nên tin chắc đừng ngờ, làm lành được phước mong nhờ mãi sau, án thời phương giảm tội sâu, nói chung nghiệp báo là